kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chuyên mục Nông nghiệp Nông dân Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và bà con, cây lúa xuân hiện đang bước vào thời kỳ hồi xanh và đẻ nhánh. Thêm vào đó, thời tiết khí hậu bắt đầu chuyển từ mùa lạnh sang ấm nóng lên là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng. Do đó, bà con nông dân cần tăng cường thăm đồng và thực hiện các biện pháp chăm sóc cây lúa, nhất là chú ý điều tiết mực nước hợp lý, bón phân cân đối đúng chủng loại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Còn đối với số diện tích mọc không đều nên khẩn trương trồng rậm lại để cây lúa phát triển ổn định, đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra. Vụ sản xuất đông xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy được gần 3.000 ha, đạt 80%, tập trung tại các huyện Hòa An, Quảng Hòa, Trùng Khánh, thành phố Thạch An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng và Hạ Lang. Về cơ cấu giống lúa thuần bao gồm Đoàn Kết, Bao Thai, Nếp Pỉ Bất, Khang Dân, Tam Nông, Japonica, Nếp Cô Tiên, Nếp Ong, Bắc Thơm, GS55, PC27, Hưng Dân. Giống lúa lai bao gồm TEG Vàng 27P31, 27P53, Nhị Ưu 838, Nhị Ưu 63, BTE 10, C70, Bắc Ưu, Đại Dương, Xin 98, GS55, GS9, PHB71, LP1601, CS866, TH33, TH35, Bio404, LI2099. Riêng huyện Hòa An, địa bàn trọng điểm vùng sản xuất lúa, đến nay đã gieo trồng được 1.117 ha lúa xuân, chủ yếu tại các xã Hồng Việt, Đức Long, Đại Tiến và thị trấn Đức Hai. Các giống được người nông dân gieo cấy nhiều như Khang Dân, Hưng Dân, Bắc Thơm, Bao Thai Lùn, Đoàn Kết, Tam Nông, DV108, Nhị Ưu 838. Để đảm bảo cho nông dân sản xuất đúng thời vụ, kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân sử dụng đa dạng các loại giống cây trồng, nguồn giống có năng suất, giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Đồng thời, xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại các sản phẩm trồng trọt trên địa bàn để xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển từng sản phẩm cụ thể. Đẩy mạnh việc đổi mới phương thức sản xuất, gắn kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với hộ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt công tác dự báo thời tiết, sâu bệnh để có kế hoạch phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Hướng dẫn người dân bón phân theo đúng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Năm nay, do thời tiết khí hậu biến đổi thất thường, đầu vụ xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, dẫn đến tiến độ sản xuất có phần chậm hơn so với mọi năm. Đối với diện lúa trà sớm, vào thời điểm này, thường thì cây đã đẻ nhánh khỏe, nhưng hiện nay mới bắt đầu đẻ nhánh. Còn lúa trà muộn đang thời kỳ hồi xanh. Người dân đang tận dụng các phân bón thúc cho cây lúa sinh trưởng. Tuy nhiên, năm nay giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đặc biệt là các loại phân đạm, lân, kali có nhiều chủng loại tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp ba, đã khiến cho người nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Gia đình ông Dương Quang Thuận, xóm Mã Quan, thị trấn Đức Hai, huyện Hòa An. Vụ này trồng trên 5.000 m2 lúa xuân với hai loại giống là Tam Nông và Hưng Dân. Sau cây lúa 20 ngày, đáng ra phải sử dụng các loại phân bón thúc để kích thích bộ rễ phát triển. Nhưng năm nay, do giá phân bón tăng cao, gia đình ông Thuận cũng như nhiều hộ dân vùng này đã tận dụng phân chuồng kết hợp với chế phẩm vi sinh trộn với một số phân bón chuyên dùng để ủ tơi bón cho cây lúa. Với cách làm này, ông Thuận vừa tiết kiệm chi phí sản xuất mà cây trồng vẫn được chăm bón phát triển ổn định. Về lâu dài, phân hữu cơ sinh học có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng các khoáng chất và cải tạo đất rất tốt. Nếu người nông dân duy trì sử dụng thường xuyên thì còn có tác dụng nâng cao năng suất cây trồng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và không gây độc hại cho môi trường. Về phân đạm, phân lân tăng cao như này thì đối với người nông dân cũng hơi gặp hơi nhiều khó khăn. Chẳng qua là để gọi là khó để khắc phục là coi như để chủ yếu là
tạo phân chuồng, phân hữu cơ nhiều thôi. Còn đạm thì cũng phải có để mà ấy, nhưng mà nhiều quá thì cũng không làm được. Đúng ra là cái giá cao, giá phân lân thế này thì coi như tiền nông dân làm thì không có mấy đâu. Thì có được bằng nào thì bằng ấy, chủ yếu là phân lân, phân chuồng của mình là nhiều đa số. Thế còn về gieo vải này là đến lúc gieo vải cái này xong là cho nước vào tầm khoảng 5 phân thế này thôi. Còn cho nhiều quá thì cũng phải tháo bớt đi để mà cho nó nước nó khỏi ấy, có nhiều cái côn trùng các kiểu thì cho nó chết đó. Cho nó không như cỏ đấy các kiểu thì cho nước vào để không thì để thế này là cỏ nó mọc. Thế là coi như để coi tầm 5 phân đến 6 phân thế này thôi. Thì đối với trồng lúa thì hàng năm thì bác bón bao nhiêu lần? Đợt này là đợt một xong rồi coi bây giờ còn xong rồi ít đạm nữa cho xuống nữa, xong rồi lân nữa. Là đợt 2 đến khi ấy có coi gọi là 3 đợt thế này. Coi như đợt thứ 3 là bắt đầu đón đông. Để tăng cường chăm sóc cây lúa xuân, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các huyện, thành phố làm tốt công tác dự tính, dự báo và có kế hoạch ứng phó với tình hình khí hậu thời tiết bất lợi, tăng cường quản lý giá cả vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đẩy mạnh về phòng trừ sâu bệnh, dự báo các đối tượng dịch hại để hướng dẫn các biện pháp xử lý và phòng trừ kịp thời. Chúng tôi thì cũng triển khai là phối hợp với các trưởng xóm này, các ban ngành của xóm với lại như các cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp với lại các đồng chí ở bên trên huyện chỉ đạo thì cũng thường xuyên kiểm tra thăm đồng này, theo dõi đồng ruộng này, nếu mà có phát hiện sâu bệnh kịp thời thì cũng khuyến cáo chỉ đạo bà con là đi ra các cửa hàng bảo vệ thực vật ấy, có uy tín ấy, để làm mua cái loại thuốc về để phun phòng trừ. Về chăm sóc cho cây lúa, các địa phương căn cứ tình hình thực tế từng cánh đồng để đưa nước vào giữ mực nước hợp lý cho cây lúa. Đối với diện tích lúa cây đã bén rễ hồi xanh, chủ động tưới tiêu, thực hiện biện pháp rút nước phơi ruộng từ 7 đến 10 ngày, sau đó lấy nước vào ruộng, tiến hành bón thúc theo quy trình. Đối với diện tích không chủ động tưới tiêu nên duy trì liên tục mực nước từ 3 đến 5 cm trên mặt ruộng, sau bén rễ hồi xanh mới tiến hành bón thúc đẻ nhánh. Trên địa bàn huyện Hòa An thì diện tích lúa xuân là tương đối lớn, thì đến thời điểm này thì cũng rất là cần sự chăm sóc tác động vào cho cây lúa để sinh trưởng phát triển tốt mà để đảm bảo được năng suất sản lượng sau này. Thế thì đối với thời điểm hiện nay là cây lúa đang ở giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh thì cái thời điểm này rất là quan trọng, cần phải tác động chăm sóc đảm bảo. Ví dụ như là cần phải lấy nước vào ruộng để đảm bảo mực nước là 2 đến 3 cm để đảm bảo cho mầm nhánh nó ra khỏe thì là mấy đẻ nhánh tập trung, có sự đẻ nhánh tập trung thì có mới có nhiều rành hữu hiệu trên bông thì là mới đạt được năng suất cao. Chính vì vậy mà bà con cũng phải chú ý là cho nước vào ruộng để đảm bảo kịp thời. Thứ hai nữa là cũng hạn chế được cỏ dại. Cho vào sớm thì cũng hạn chế được cỏ dại hơn. Nên là bà con cần phải cho mực nước đảm bảo từ 2 đến 3 cm để đảm bảo trên mực nước xâm xấp ở trên ruộng thôi. Không cần cho nhiều quá. Nhiều quá thì cũng có nhiều sinh vật gây hại. Đấy nên là cũng cho mực nước vừa phải để đảm bảo cho sự đẻ nhánh được thuận lợi. Thế thì là thứ hai nữa là cũng phải chú ý đến phân bón. Và thời điểm này cũng cần bón thúc cho lúa đẻ nhánh tốt. Nên là cần bón các loại phân như là NPK hoặc là cái lượng đạm mà vừa phải để mà đối với lại từng giống để đảm bảo theo quy trình để cho lúa thúc cho đẻ nhánh tốt, đẻ nhánh tập trung thì có sự đồng đều thì cũng sinh trưởng tốt, là cũng hạn chế tốt về sâu bệnh. Nên là bà con cũng chú ý là bón phân kịp thời ở giai đoạn thúc đẻ nhánh này. Và thứ hai nữa là cũng thường xuyên chăm sóc đồng, cánh đồng để đồng ruộng để mình chú ý phát hiện sâu bệnh được kịp thời. Và giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh này là cũng ngay từ khi cấy là cũng đã có nhiều ốc bươu vàng gây hại thì bà con cũng đã phun phòng trừ tốt rồi. Thì đến thời điểm này bà con cũng cần chú ý để vào giữa tháng 4 là cũng hay xuất hiện về có rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại, nên là bà con cũng cần chú ý ở giai đoạn là lúa hồi xanh đẻ nhánh. Và ngoài ra còn có ruồi đục lá thì là bà con cũng cần chú ý, khuyến cáo là cho các khuyến nông viên với lại phối hợp với lại
các xóm là tuyên truyền vận động bà con thăm đồng thường xuyên là biện pháp tốt nhất để phát hiện sâu bệnh kịp thời và chăm sóc đúng giai đoạn để cho lúa sinh trưởng phát triển tốt để đảm bảo được năng suất. Thế thì đến khi mà lúa để nhánh rồi thì cũng chú ý là nếu mà để đủ số nhánh thì là mình cũng hạn chế để nhánh là bằng cách là tháo cạn nước hoặc là cho mực nước dâng cao hơn là 5-7 cm để mình hạn chế để nhánh, bởi vì là để nhiều nhánh thì cái năng suất nó cũng không đảm bảo, tức là cũng bông ngắn. Thế thì cũng cần chú ý là chăm sóc đảm bảo kịp thời, và khi mà lúa đứng cái thì cũng chú ý là bón thúc lần thứ 2 để đảm bảo cho bông lúa được to dài và đạt năng suất, và đồng thời với đó thì cũng phải chú ý sâu bệnh ở các giai đoạn sinh trưởng phát triển. Thì là đến giai đoạn lúa đứng cái là thường xuất hiện có sâu quấn lá, bệnh khô vằn, bệnh lạ ôn và một số sâu bệnh khác nữa, thì cũng cần phải chú ý để phòng trừ kịp thời để đảm bảo, và tốt nhất là cũng chăm sóc tập trung thì hạn chế đầu vào như là thuốc bảo vệ thực vật cũng không sử dụng nhiều, sử dụng đúng khi cần thiết thôi. Thế thì là cũng sẽ thăm đồng thường xuyên và đảm bảo được chăm sóc cho cái lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thế thì mong bà con là cũng sẽ cố gắng chăm sóc và chú ý đồng ruộng thường xuyên. Đối với thời điểm hiện nay là thúc cho lúa để nhánh thì rất là cần. Ví dụ như là cái lượng đạm thì là 1.000 mét sẽ từ đối với theo từng giống, nếu mà giống lai thì cái lượng phân đạm cũng sẽ nhiều hơn. Thì là đối với giống thuần thì cũng sẽ bón từ 5 đến 8 kg với lại kết hợp với lại cái phân NPK. Đấy, phân NPK là cũng 1.000 mét là cũng sẽ khoảng từ 30 đến 40 kg. Bởi vì mình đã bón thúc cái lượng đạm đồng thời là để cho để nhánh tốt rồi. Thì là cũng bón cái mức độ phân vừa phải và tùy thuộc vào từng giống. Nếu như giống lai thì cái lượng phân bón sẽ dùng nhiều hơn. Thời điểm bón phân thì là thời điểm này là cần phải bón thúc cho lúa để nhánh. Khi mà lúa đứng cái, khi mà thấy cây lúa mà theo dõi cây lúa mà có gốc tròn lá đứng thì lúc đấy là bắt đầu xuất hiện ở rành mẹ, mình bóc vào rành mẹ mà có mầm bông bắt đầu nhú lên. Bón vào thời điểm này là tốt nhất, bởi vì là cho bông lúa to dài là cần phải bón thúc vào thời điểm là lúa đứng cái. Thời điểm bón phân trong ngày thì bà con nên bón phân vào lúc chiều tối. Bởi vì khi mà lúa ở giai đoạn này thì vẫn là bình thường, có thể sáng sớm và chiều tối là tốt nhất. Thế nhưng mà giai đoạn mà lúa lớn hơn ý, thì là lá nó ướt, nếu mà phân bón mà dính vào lá là thường hay bị khô cháy, táp lá. Nên là bà con tốt nhất là bón vào lúc chiều tối, nếu mà giai đoạn lúa lớn hơn. Nhưng mà giai đoạn bé này thì cũng có thể là bón các thời gian trong ngày, nhưng mà tốt nhất là sáng sớm và chiều tối. Đối với liều lượng và chủng loại thì đối với lại phân NPK ấy, thì là 1.000 mét là cũng bón từ 30 đến 40 kg trên 1.000 mét vuông. Thế là cũng sẽ đảm bảo là đủ lượng phân đối với lại bón thúc để nhánh này. Và đặc biệt là bà con thường hay dùng NPK bởi vì là nó cũng có đầy đủ lượng đạm, lân và kali ở trong loại phân này rồi. Thì cũng là đảm bảo. Thế thì đợt sau thì mình cũng sẽ bón là cái lượng phân có thể giảm hơn, là khoảng từ 30 cân thôi, NPK bón thúc đấy. Lâm Thao hoặc là Phú Mỹ có rất là nhiều loại, thì bà con cũng sẽ mua ở những cái cửa hàng mà họ có đảm bảo điều kiện kinh doanh, tức là những cái cửa hàng mà bán phân bón đảm bảo chất lượng. Thì bà con nên là mua những cửa hàng như vậy là sẽ tránh được, hạn chế được phân giả và phân kém chất lượng hoặc là phân quá hạn, thì sẽ có hiệu quả hơn cho cây lúa của mình và sẽ đạt năng suất và hiệu quả hơn. Để chăm bón lúa đông xuân hiệu quả trong bối cảnh giá phân bón tăng cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo nông dân tăng cường phối hợp sử dụng phân bón NPK và phân bón hữu cơ vi sinh, tiến hành chăm bón sớm, bón phân tập trung theo phương pháp nặng đầu nhẹ cuối để lúa đẻ nhánh sớm, tập trung đảm bảo số nhánh hữu hiệu và hạn chế sâu bệnh phát sinh, đồng thời chỉ đạo cho các trạm thủy nông điều tiết nước hợp lý cho lúa. Ngoài ra, khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại để phòng trừ hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, để mà cây lúa xuân đạt được cái năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế thì bà con nông dân cần tăng cường chăm sóc cây lúa xuân, nhất là trong giai đoạn hiện nay thì thời tiết đang chuyển mùa từ lạnh sang nóng, cũng là một cái thời điểm để các cái loại sâu bệnh rất là dễ phát sinh. Chính vì vậy bà con cần cái tăng cường chú ý thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ có hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái việc mà bón phân ấy thì bà con cũng cần phải tuân thủ đúng về cái quy trình bón phân, như là bón đúng chủng loại này, liều lượng này và cái thời điểm bón phân để nó mới phát huy được hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì trong cái vấn đề sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật đối với cây lúa thì bà con cũng cần phải thận trọng, phải sử dụng những cái thuốc mà nằm trong cái danh mục để hạn chế tới mức thấp nhất tác động đến cái môi trường. Đến đây, chuyên mục Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục lần sau.